khuất lớn bao ngày qua. Trái tim quê tôi bọn ơi với nhau hơn từng xa dặm, sống chẳng bập bùng ai đưa mình hẹn hò nhau dưới chân. Hương hoài câu hát năm nào của người em gái nhỏ tầm vừa qua thì quý vị khán giả mình đã thưởng thức qua hai bài hát rồi. Ca khúc đầu tiên là Em Gái Miền Tây với tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Bùi Thanh Lộc, và ca khúc thứ hai đó là ca khúc Thương Hoài Mảnh Đất Trà Vinh qua tiếng hát của Tâm Thảo và Bé Bu. Thì thôi bây giờ ngay từ giờ này Tâm Thảo cũng tha thiết trân trọng gọi mời quý vị khán giả mình còn đang đi mua sắm ở trong khuôn viên của khu vui chơi Hải Đến. Thì ngay từ giờ này Tâm Thảo cũng tha thiết gọi mời khán giả mình hãy tiến vào bên trong. Bên trong bàn ghế chúng em rất là nhiều luôn nha, bàn ghế còn chỗ trống rất là nhiều luôn. Quý vị khán giả mình hãy tiến vào bên trong để tìm cho mình chỗ ngồi ổn định thích hợp để cùng thưởng thức chương trình ca nhạc, chương trình Loto Show trong buổi tối đêm nay với nhóm Loto Mỹ Nhân sẽ làm hài lòng quý vị khán giả mình với chương trình ca nhạc buổi tối đêm nay. Thì thôi bây giờ quý vị khán giả mình hãy tiến vào bên trong để tìm chỗ ngồi cho mình ổn định thích hợp. Một lát nữa khán giả mình đến đông một tí xíu nữa thì chúng em sẽ phục vụ với những vòng loại Loto. Thì thôi bây giờ